Cuộc đối đầu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF. Cơ hội mà! Một câu dành cho UEF và họ lại vươn lên dẫn trước từ khá sớm. Ở trận đấu trước, Đinh Sơn Hùng ghi bàn ở phút thứ 6 và UEF trận đấu này họ lại vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Phút thứ 10 của trận đấu, chúng ta cùng xem lại tình huống. Một tình huống lóng ngóng của hậu vệ bên phía Đại học Khoa học Tự nhiên đã trao cơ hội cho cầu thủ bên phía UEF ghi bàn. Tuyển ơi, dứt điểm! Và... siêu phẩm của Phạm Quốc Kiệt! Và một đều dành cho Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh! Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Sau pha đánh đầu pha bóng của UEF, không gian, thời gian để căn chỉnh cho một siêu phẩm của cầu thủ mang áo số 8 của bên phía đội bóng áo đỏ là cực kỳ nhiều. Và anh đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Một siêu phẩm nữa đến từ các cầu thủ bên phía Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là pha phát bóng tung sân hậu. Bàn thắng quý hơn vàng trong những phút cuối cùng của trận đấu này. Đinh Sơn Hùng lập công ở trong những giây phút quan trọng nhất của UEF. Và tỷ số là 2-1 trong những phút bù giờ dành cho UEF. Cờ bây giờ đang về tay của họ ở trong trận đấu này, cũng như cả cục diện của bảng đấu.